Nga bao vây lữ đoàn Ukraine ở Kupian. Nga tập kích đoàn tàu chở vũ khí trang bị của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, gần 150 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Ukraine thừa nhận thất thủ ở Urozhany Kho dầu Nga ở vùng Rostov bị UAV của Ukraine cho nổ tung. Tình báo Ukraine tin chắc rằng Nga sẽ lại tấn công từ phía Bắc. Ukraine thiếu tên lửa phòng không nghiêm trọng. Ông Trump nói viên đạn xuyên qua tay phải. Nghi phạm có thể là tay súng bắn tỉa. Mật vụ Mỹ, ông Trump an toàn. Cảnh sát New York tăng cường tuần tra tại tháp Trump. Hình ảnh đường đi của viên đạn vụt qua đầu ông Trump. FBI xác định danh tính nghi phạm bắn ông Trump. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang quay trở lại với điểm nóng toàn cầu hôm nay. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Kênh Military Summary đưa tin, Nga ổ ạt tập kích dữ dội bằng bom lượn vào khu vực xung quanh Kupian trong 24 giờ qua. Một cây cầu khác quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Ukraine trong khu vực cũng bị phá hủy. Cùng lúc đó, lực lượng Moscow được cho là đã phát động một cuộc tấn công vào Sinkivka ở đông bắc Kupian. Theo báo cáo từ phía Nga, lữ đoàn 116 Ukraine đã bị bao vây ở đó. Ngoài ra, còn có xác nhận trực quan đầu tiên rằng lực lượng Moscow đang ở phía nam làng Makivka trong rừng Kremenaya. Một đoạn video được định vị địa lý cho thấy quân Ukraine đã tiến thêm được 1 km nữa. Theo hướng Torres, quân đội Nga đang mở rộng các cuộc tấn công về phía làng Zalizny đã chiếm được những vị trí đầu tiên ở đó. Theo hướng Adivka, lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào làng Novoselivka Persa, chiếm được các vị trí đầu tiên ở phía Bắc và phía Đông. Họ cũng đang tiếp cận từ phía Nam dọc theo cánh đồng. Ở Urozeni, quân đội Nga đã đạt được bước đột phá. Họ đã chiếm được gần như toàn bộ ngôi làng trong thời gian ngắn sau một cuộc tấn công binh chủng hợp thành với hàng chục xe máy cùng một số xe bọc thép. Kênh Rai 3 cho biết, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng, khu tập trung của đối phương ở một số khu vực thuộc Ukraine. Tại vùng Kharkov, một cuộc tấn công của tên lửa Iskander đã đánh trúng một đoàn tàu chở quân nhân, vũ khí trang bị của Ukraine ở Buda. Ở Odessa, một tên lửa được cho là đã tấn công một vị trí phòng không cũng như tại Potava. Các cuộc tấn công cảm tử bằng máy bay không người lái đã được ghi nhận. Theo hướng Kupiansvatov, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở một số khu vực ở kupian một cuộc tấn công tên lửa đã đánh trúng một cây cầu ở ngã ba đường sắt trên trục oleksandrivka kalinivka các cuộc tấn công dữ dội đang diễn ra với lực lượng moscow tiến vào một số khu định cư ở thành phố torres ở adivka các hoạt động tấn công của nga tiếp tục phát triển sau khi chiếm được yenivka các trận chiến đã bắt đầu tại novoselivka lực lượng moscow đạt được những thành công trên hướng Vremivka, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát phần lớn Urozhani, trong khi phía Bắc Staromayose giao tranh vẫn tiếp tục. <laughs> Ukraine Skabrabda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 13 tháng 7 cho biết, 149 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận kể từ đầu ngày. Tình hình vẫn căng thẳng ở hướng Prokop, Adivka. Nga cũng đang hoạt động ở hướng Kharkov, Liman và Vremivka. Báo cáo có đoạn, quân Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng ba tên lửa, 57 cuộc không kích sử dụng 103 bom KAB. Ngoài ra, đối phương đã triển khai 512 UAV cũng như thực hiện hơn 3.200 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupian, Liman, Siversky, Kramatok, Tores, Kurakovsky, Vremivka, Nipper. Đối phương hoạt động tích cực nhất theo hướng Prokops Adivka với 37 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine nhưng thất bại và bị tổn thất đáng kể với 227 quân nhân thương vong cùng nhiều vũ khí, phương tiện cơ giới bị phá hủy. Theo các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Urozhani ở vùng Donetsk. Báo cáo của Deep State cho hay, Hôm nay, ngày 13 tháng 7, từ sáng sớm, đối phương đã bắt đầu tấn công ồ ạt vào phía Bắc Làng. Lực lượng Nga đồng đảo có thông tin về hai đại đội. Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự tại đây. Các nhà phân tích nói thêm rằng, Nga đã tiến gần Alexandropol, Novoselovka, Pervaya cũng như Makivka. Giao tranh vẫn tiếp tục ở Zelenoye và Kleshivka. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Malia đã cho biết rằng quân phòng thủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Urozhani. Theo các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Urozhani ở vùng Donetsk. Báo cáo của Deep State cho hay, hôm nay ngày 13 tháng 7 từ sáng sớm, đối phương đã bắt đầu tấn công ồ ạt vào phía bắc làng. Lực lượng Nga đông đảo có thông tin về hai đại đội Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự tại đây. Các nhà phân tích nói thêm rằng, Nga đã tiến gần Alexandropol, Novoselovka, Pervaya cũng như Makivka. Giao tranh vẫn tiếp tục ở Zelenoye và Kleshivka. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Malia đã cho biết rằng quân phòng thủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Urozhenny. Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraina SBU. Vào đêm ngày 13 tháng 7, một kho dầu của Nga ở quận Simlyansky thuộc vùng Rostov đã bị máy bay không người lái của SBU đốt cháy. Theo nguồn tin, nhiều loại xăng và nhiên liệu diesel khác nhau với tổng khối lượng 12,5 nghìn mét khối đã được lưu trữ tại cơ sở này để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Trong đêm, người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ, sau đó một đám cháy lớn bùng lên, gần 50 người và 14 thiết bị đã được huy động để dập tắt đám cháy. Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev tuyên bố rằng vào khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy tại quận Simlianski, do một cuộc tấn công của UAV, một đám cháy đã bùng phát tại một kho dầu. Trong một cuộc phỏng vấn với NV, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov tự tin dự đoán rằng trong những tháng tới, Nga sẽ cố gắng tấn công lãnh thổ Ukraine từ phía Bắc. Ông Budanov nói, bạn thấy đấy, đây là một tình huống hơi mang tính giai thoại đối với tôi. Bởi vì khi mọi người hét lên trong suốt hai năm rằng sẽ có một cuộc tấn công từ phía Bắc, chúng tôi đã nói với mọi người rằng điều đó sẽ không xảy ra, không có gì xảy ra cả. Người đứng đầu GRU khẳng định một cách dứt khoát và chắc chắn rằng Nga sẽ tấn công từ phía Bắc, nhưng không nói rõ liệu ông đang nói về hướng Sumy hay Chenikov. Tướng Budanov phân trần. Nếu tôi bắt đầu trả lời câu hỏi này, bạn và tôi sẽ chỉ gây ra sự hoảng sợ. Hãy nói thế này, có những vấn đề, chúng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn. Không có thảm họa, nhưng không thể không nhìn thấy vấn đề. Tôi đã nói với báo chí phương Tây rằng, thật không may, năm nay tôi sẽ không có nhiều tin vui. Báo Bill của Đức dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, Kharkov, Sumy, Nikolaev và Chernikov của Ukraine sẽ vẫn bị tấn công. Bởi lẽ, các hệ thống phòng không được hứa hẹn tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ không thể bao phủ các thành phố biên giới lớn của Ukraine. Hiện tại, hai hệ thống phòng không Patriot bảo vệ bầu trời Kiev, còn LVOV và Odessa mỗi nơi có hệ thống một hệ thống loại này. Bill đưa tin dựa trên dữ liệu mở. Theo các chuyên gia, ba hệ thống Patriot mới được phương Tây hứa hẹn có thể sẽ được bố trí để bảo vệ Nepropetrov, Rivarov, Vinitsa và căn cứ F-16 tương lai ở miền Tây Ukraine có thể sẽ nằm ở vùng Khmelnytsky. Tuy nhiên, chúng sẽ không thể được đẩy lên quá gần tiền tuyến hay biên giới Nga vì khả năng cao sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại, chưa có thông tin gì về kẻ xả súng và người này hiện đã chết. Ông Trump bình luận trên nền tảng mạng xã hội Truth Social sau vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử. Tôi bị một viên đạn xuyên qua phần trên tay phải. Tôi biết có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc ra. Chảy máu nhiều nên lúc đó tôi biết chuyện gì đang xảy ra, ông Trump cho biết. CNN dẫn ba nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật xác nhận đối tượng nổ súng đã ở bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania. Hai trong số các nguồn tin cho biết đối tượng nổ súng đã ở trên một mái nhà bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử, nhiều nguồn thực thi pháp luật cho rằng đối tượng này là một tay súng bắn tỉa, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận. Công tố viên quận Butler Richard Goldinger dẫn nguồn tin cho biết đối tượng nổ súng đã ở trong một tòa nhà liền kề với nơi diễn ra sự kiện tranh cử và hiện không có thêm nguồn thông tin chi tiết nào về người này. Đối tượng có một khẩu súng trường, vị trí đó cách nơi diễn ra sự kiện vài trăm mét, công tố viên cho biết. Anthony Golemi, người đứng đầu bộ phận truyền thông của cơ quan mật vụ, đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội X xác nhận cựu tổng thống Trump an toàn. Một sự cố xảy ra vào tối ngày 13 tháng 7 tại một cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania. Cơ quan mật vụ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và cựu tổng thống vẫn an toàn. Một cuộc điều tra của mật vụ đang diễn ra và thông tin thêm sẽ được công bố, đại diện mật vụ Mỹ thông báo. Sở Cảnh sát thành phố New York đang tăng cường tuần tra tại Tháp Trump và các địa điểm nhạy cảm khác sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bị thương trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Theo người phát ngôn của thị trưởng thành phố New York Eric Adams, thị trưởng đã được thông báo tóm tắt về vụ việc. Cảnh sát New York cũng sẽ tăng cường an ninh tại 40 phố Wall, quảng trường Foley và tòa thị chính. Tháp Trump ở Manhattan hiện nằm dưới sự giám sát của cảnh sát New York, mặc dù ông Trump hiếm khi đến thăm nơi ở cũ của mình. Trong nhiều năm qua, tháp Trump là nơi tụ tập của những người ủng hộ và phản đối cựu Tổng thống. Một nhiếp ảnh gia kỳ cựu đã ghi lại hình ảnh được cho là chụp khoảnh khắc trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tấn công, trong đó có thể thấy một viên đạn bay qua đầu ông. Bức ảnh do phóng viên ảnh Darth Mill của báo New York Times chụp lại cho thấy viên đạn bay sượt qua đầu ông Trump khi ông đang phát biểu trước đám đông tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13 tháng 7, theo cựu đặc vụ FBI Mitchell Harrigan. Theo cựu đặc vụ FBI Mitchell Harrigan, bức ảnh hoàn toàn có thể cho thấy đường đi của viên đạn nhắm vào ông Trump. Ông Harrigan nói trong một cuộc phỏng vấn vào tối ngày 13 tháng 7, sau khi xem lại những hình ảnh có độ phân giải cao mà ông Mills đã chụp từ cuộc vận động tranh cử. Theo đặc vụ kỳ cựu trên, góc đi của viên đạn có vẻ hơi thấp khi nó xuyên qua tay phải của ông Trump. Nhưng theo ông, kẻ tấn công có thể đạt được mục tiêu nếu tay súng bắn nhiều phát đạn. Ông Harrigan cho biết, một phép toán đạn đạo đơn giản cho thấy việc chụp được hình ảnh đường đạn như nhiếp ảnh Mills đã làm là có thể thực hiện được. Cựu Tổng thống Trump đã bị bắn khi đang phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Ứng viên Tổng thống 78 tuổi này sau đó đã cúi khom mình sau buộc phát biểu trên sân khấu khi các phát súng vang lên tại cuộc vận động tranh cử. Ông Trump được nhìn thấy bị chảy máu ở tay phải, nhanh chóng được các mật vụ vây quanh bảo vệ và hộ tống ra khỏi sân khấu. Trong khi đi, ông dơ nắm đấm về phía đám đông và hô to, chiến đấu, chiến đấu. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã xác định Thomas Matthew Crook là tay súng liên quan đến vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump. FBI đã xác định Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania là nghi phạm liên quan đến vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 13 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania, thông báo của FBI nêu rõ. FBI xác định vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa vào tối ngày 13 tháng 7 là một vụ mưu sát có chủ ý. Tối nay, chúng ta đã chứng kiến một vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump. Nó vẫn là một hiện trường vụ án đang diễn ra. Kevin Rojek, đặc vụ FBI phụ trách văn phòng Pittsburgh, nói tại một cuộc họp báo ở Butler, Pennsylvania. Ông Rojek cho biết, FBI xác định danh tính tay súng thông qua thực hiện xác nhận sinh chắc học vì nghi phạm không mang theo giấy tờ tùy thân. Khi được hỏi liệu các nhà chức trách có thể xác định loại súng nào được nghi phạm sử dụng hoặc bao nhiêu phát súng đã được bắn trong vụ tấn công hay không, ông Rochek cho biết các nhà chức trách hiện không có thông tin. Các nhà chức trách cũng đang điều tra quá trình diễn ra vụ nổ súng, bao gồm thông tin từ các nhân chứng rằng họ nhìn thấy tay súng trèo lên mái nhà. Một nhân chứng nói với BBC News rằng anh đã nhìn thấy nghi phạm cầm súng trường trên mái nhà, đồng thời cố gắng thông báo cho cảnh sát trước khi vụ việc xảy ra. Mật vụ Mỹ cũng xác nhận nghi phạm bắn ông Trump từ một vị trí ở trên cao. Sẽ có một cuộc điều tra kéo dài về chính xác những gì đã xảy ra và làm thế nào đối tượng có thể tiếp cận địa điểm, cũng như loại vũ khí mà anh ta có. Tất cả quá trình này sẽ kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng điều tra, quan chức FBI nói thêm. Vụ nổ súng xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, khiến một người tham dự thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Tay súng cũng bị mật vụ bắn hạ Trung tá George Biden thuộc Cảnh sát bang Pennsylvania cho biết cả ba nạn nhân đều là nam giới. Sau khi được mật vụ đưa khỏi sân khấu và hộ tống tới nơi an toàn, ông Trump đã lên tiếng về vụ tấn công và thừa nhận ông không thể tin được hành động như vậy lại có thể xảy ra ở Mỹ. Ông Trump cho biết, ông bị một viên đạn xuyên qua phần trên tay phải. Ông ngay lập tức biết có điều không ổn khi nghe tiếng rít, tiếng nổ và ngay sau đó cảm thấy viên đạn sượt qua da. Hình ảnh được công bố cho thấy máu vẫn chảy ở một bên tai của ông Trump khi ông được các đặc vụ hộ tống rời khỏi sân khấu. CNN dẫn một nguồn tin cho biết, máy bay chở ông Trump đã hạ cánh xuống sân bay Newark ở New Jersey vào sáng nay ngày 14 tháng 7. Trước đó, Thống đốc Pennsylvania George Shapiro cho biết vào đêm ngày 13 tháng 7 rằng ông Trump đã rời khỏi khu vực Butler, Pennsylvania sau vụ xả súng. Phó Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, Marco Martin, đã đăng một đoạn video quay cảnh ông Trump xuống máy bay ở New York. Mạnh mẽ và kiên cường, ông ấy sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì nước Mỹ, Martin bình luận. Điểm nóng toàn cầu tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Xin chào.